soái ca trong truyền thuyết. Tôi bánh xôi là tôi sẽ nghĩ là xôi nhà tôi. Tôi nghĩ khi mà tôi bánh xôi tôi sẽ lại lấy xôi nhà Trinh đó. Là vậy khách ám nhất showbiz Việt hả? Không đi học thì chắc nhiên là anh phải trả giá giống như tôi. Anh bắt đầu bằng những công việc đầu tiên là công việc đi đổ rác. Mình thiếu quyết đoán, mình thiếu cái nghiêm khắc cho chính bản thân mình. Khi mà bạn làm CEO công ty startup thì tay bạn phải đủ dơ. Tiền bạc hay là danh tiếng hay là mối quan hệ nó sẽ đến sau nếu như bạn có một dịch vụ tốt. Còn một khi chúng ta chưa xác lập được vị trí đó thì chúng ta phải tồn tại. Nếu mà gọi là anh là doanh nghiệp xã hội bền vững, anh phải luôn xác định một điều rằng là sản phẩm của anh phải ngon. Tất cả những cái gì mà có tính cộng đồng ấy thì nó rất nhạy cảm, nó rất là dễ bị lợi dụng. Bạn đã bị tạt gáo nước lạnh ngay từ đầu trên cái phải khởi nghiệp rồi. Hà Trinh xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Cà phê khởi nghiệp. Chúng ta luôn có hẹn với nhau vào mỗi sáng lúc 7 giờ đến 7 giờ rưỡi sáng, thời điểm tinh mơ để thưởng thức một tách cà phê, là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể lấp đầy một nguồn năng lượng cho ngày mới. Và nhân vật của ngày hôm nay mà chương trình Cà phê khởi nghiệp mời đến cũng là một anh chàng rất là nho nhã. Và với gu thẩm mỹ của mình thì Tim Phạm đã cùng hai người bạn đó là Thi Trần và siêu mẫu Quang Đại đã cùng nhau tạo nên một góc nhỏ dễ thương trong Sài Gòn gọi tên là Nấp, để chúng ta có thể tránh đi những xô bồ ồn ào mỗi ngày, hưởng một không gian bình yên, nhẹ nhàng, an lành mà dịu dàng, đẹp không gốc chết. Có thật là như vậy không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nấp cà phê và hostel của Tim Phạm, Thi Trần và Quang Đại nhé. Mời khách mời Tim Phạm. Hey, Ohio. Hey. Xin chào bạn ạ. Chào nếu bạn. Mà không giới thiệu là người Việt chắc là tưởng Tim Phạm là người Nhật, về phong cách lúc nào cũng rất là chỉnh chu, điềm đạm. Và cái hostel mà bạn đang làm á cũng là một dự án rất là Nhật. Bạn có thấy mình khá là khác biệt không? Thực ra thì mình thấy là cũng không phải là quá là khác biệt đâu, tại vì thật ra bây giờ mình cũng thấy là đa số là ai cũng đang muốn học hỏi theo cái văn hóa Nhật, thì mình là một trong số đó. Trinh cũng theo dõi Tim Phạm, bạn cũng rất là nổi tiếng với các cái bộ ảnh ấn tượng nè, được giới trẻ gọi tên là anh chàng có gu ăn mặc này, chàng hot boy của Sài Thành nè. Bạn nghĩ sao về những biệt danh đó người ta đặt cho mình? Trinh thấy thì Tim ở ngoài lại không có phải là cái người thích cái sự ồn ào và hào nhoáng, lại là người rất là nhẹ nhàng. Thật ra đúng là như vậy. Tim rất là ngại, đặc biệt là Tim rất là ngại những cái chỗ đông người. Mỗi lần mà tới những cái sự kiện hoặc là những cái tiệc hay gì mà đông người là mình luôn rút vào một cái chỗ, một cái góc tối để mình đứng quan sát mọi người thôi.
Thế thì hôm nay lên cà phê khởi nghiệp hẳn là một cái trở ngại rất là lớn. Đúng là một trở ngại rất là lớn. Có rất nhiều người đang xem trên TV, sau đó sẽ xem lại trên mạng. Nhưng mà tại sao bạn lại dám xuất hiện trên cà phê khởi nghiệp? Tại vì mình biết được cái người MC của cà phê khởi nghiệp là Trinh, cho nên là mình mới dám lên đây. Nói chung nói chuyện với bạn mình cũng thấy thoải mái hơn đúng không? Thật ra thì cái dự án cà phê Hostel Nup á, có đến 3 co-founder lận. 3 người đồng sáng lập là Tim Phạm nè, rồi còn có Thi Trần và cả Quang Đại. Và hôm nay tại sao Thi với Đại không có ở đây? Đại thì là một người đi rất là nhiều. Cho nên là trong thời điểm hiện tại thì Đại đang không có ở Sài Gòn. Còn Thi thì còn nhát hơn mình nữa. Thi không bao giờ dám xuất hiện trước đám đông. Cho nên là mình là người mà giống như là thí mạng ở đây để là trong 3 người rất nhát thì bạn là người ít nhát nhất. Không, thật ra Đại không phải là người nhát. Đáng lẽ Đại là người sẽ đại diện, nhưng mà thực ra là Đại đang không có ở đây, cho nên là mình phải thay thế. Nhưng Trinh thấy là Tim vẫn thoải mái, bởi vì dự án này giống như con đẻ của mình đúng không? Thì mình hiểu cái dự án này nhất. Riêng Trinh thì để bắt đầu cho cái quá trình tò mò của riêng mình và của khán giả hôm nay á, Trinh muốn biết về cách mà 3 người đã chọn để hợp tác với nhau. Tại sao lại là Quang Đại, tại sao lại là Thi Trần? Phải kể về cái cá nhân của Tim trước, thì là trước đó là Tim đã rất là thích cái mô hình mà hostel. Vì trong một cái chuyến đi Nhật thì Tim biết được tới cái mô hình này và Tim rất là thích và Tim muốn đem cái mô hình này về Việt Nam. Mình là một người làm sáng tạo mà chắc chắn là một mình không thể nào mà làm kinh doanh được, và mình cần những người nào mà giỏi về kinh doanh. Đại là một người rất là giỏi kinh doanh, thì Đại đã lên tiếng và Đại nói là ồ, Đại cũng muốn mở một mô hình như vậy. Thi và mình cảm thấy rất là hợp ý, cho nên là cuối cùng là tụi mình quyết định làm với nhau. Theo Trinh biết thì Đại cũng đã từng có kinh nghiệm với 2 quán cà phê là Tinker and Dreamer rồi. Và sau đó còn có một cái cơ sở riêng về chăn ra gối nệm phục vụ những giấc mơ là Mer Concept, đều rất là thành công và gây được tiếng vang. Đúng. Và Thi Trần thì lại là một người hoàn toàn sống theo cảm xúc, có rất nhiều những cái ý tưởng về art, về nghệ thuật, nhưng lại không tham gia quá nhiều vào việc kinh doanh. Vậy thì cái việc kết hợp giữa 3 cá tính như vậy á, bước đầu á, tạo cho bạn những cái khó khăn gì? Cái khó khăn là cái tôi của mỗi người rất là mạnh. Để đưa ra một cái thống nhất với nhau á, thì nó rất là khó. Có thể gọi là bảo thủ không? Cũng không hẳn là bảo thủ. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về kinh doanh, cho nên là cái việc mà đưa ra cái thống nhất cuối cùng đó, nó rất là khó. Cũng may mắn là mỗi người đều có một cái ý thức riêng. Ví dụ giống như Tim thì Tim quan niệm là một khi đã làm việc với nhau rồi thì việc đầu tiên mình phải nhường nhịn nhau. Mình phải biết nhường nhịn nhau. Tất nhiên là không phải là quá nhường nhịn, cái gì mình cũng chiều theo ý mọi người, nhưng mà mình cũng phải biết là ok, cái điểm này mình có thể nhường được, nhưng mà mình cũng sẽ được người ta nhường lại trong những cái vấn đề khác. Nói chung Nup là một cái ly cà phê đập đặc mà chắc lọc từ những cái tinh hoa của từng thành viên. Một team rất là nho nhã, nhẹ nhàng, thích những nơi yên tĩnh. Và Trinh hy vọng là khi mà quý vị khán giả, những người cũng có cái cá tính rất là nội tâm, sâu sắc và yêu thích cái đẹp, khi mà đến với Nup họ sẽ tìm thấy một phần của mình. Riêng với cái vấn đề về hostel, chúng ta sẽ quay trở lại về cái độ thoải mái của khách hàng. Riêng bản thân Trinh nhé, Trinh đi hostel thì Trinh cũng thấy hơi ngại khi mà phải share phòng cùng với một cái người lạ hoặc là một nhóm người lạ nào đó. Thì cái chuyện bảo mật về tài sản là một nè, với cái cảm giác thoải mái của khách hàng á, Tim có nghĩ đến không? Và khách hàng thường đến đấy họ là những tiếp người như thế nào để có thể chấp nhận là chúng ta sẽ sinh hoạt như là một gia đình, một cái ký túc xá? Đa số hầu hết là ở những cái hostel khác thì họ sẽ không có cái những cái mà để ngăn ra. Sẽ là không gian chung hết luôn và mọi người thấy nhau luôn, có thể là nhìn thấy nhau đang ngủ hay gì đó luôn. Nhưng mà riêng cái chỗ của mình thì mình có làm những cái rèm để che chắn lại, khi mà mọi người muốn có không gian riêng thì sẽ kéo rèm lại. Và về cái việc mà bảo quản tư trang thì mỗi người sẽ đều có một riêng một cái locker để tự bảo quản đồ của mình. Một cái locker cũng khá là lớn, có thể để vừa được một cái vali. Cái khách hàng mà đến hostel thì là những người mà kiểu dân đi phượt. Họ là những người hướng ngoại và họ thích những cái nơi mà đông đúc, cộng đồng này nọ. Nếu mà nói về phong cách Nhật và hostel như vậy á, thì nó có giống như cái capsule hotel của phía Bùi Viện hay không? Bởi vì chị được biết là capsule hotel cũng theo cái phong cách Nhật, mỗi người cũng có một cái ngăn với đầy đủ các thiết bị locker, TV, giá dao động từ 200 đến 500 nghìn một giường. Và họ cũng có phân ra là tầng nam, tầng nữ.
thì cái đối tượng khách hàng của mình khác với bên đó như thế nào? Cái mô hình thì nó cũng tương tự, nhưng mà cái đối tượng khách hàng của mình thì khó chịu hơn tí xíu. Họ sẽ quan tâm tới vấn đề mà cái không gian của họ sống nó có đẹp hay không, và cái những cái dịch vụ mà họ được xài nó có tốt hay là không. Dạ. Nên giá có thể nhỉnh hơn một chút. Giá nhỉnh hơn một chút. Dạ, và đến nay thì cái feedback của khách hàng cho cái việc nghỉ dưỡng ở Nóc như thế nào ạ? Hoàn toàn là những cái feedback tốt, vì mọi người cảm thấy rất là xứng đáng để trả những cái đồng tiền đó. Ngoài những cái dịch vụ hostel thì mình còn phục vụ bữa ăn sáng free cho những người ở đó. Mình còn có những cái dịch vụ khác giống như là ngâm chân hay là giặt ủi quần áo. Thì tụi mình rất là quan tâm tới những cái vấn đề mà chi tiết và cá nhân, để cho mọi người làm sao mà thoải mái nhất khi mà ở đó. Là cứ yên tâm đi trốn đi, mọi việc đã có Nấp lo. Đúng. Dạ. Còn có chuyện ăn uống thì mới nói chứ những cái người có gu thường họ cũng khá là khắt khe trong các cái món ăn và món uống. Thì ở Nấp mình có một cái thực đơn đặc biệt nào đó, thể hiện sự tinh tế, đơn giản nhưng mà nó cần thiết. Mình không có đánh mạnh về phần ăn, nhưng mà mình có một cái cà phê nhỏ ở dưới, thì những cái món trong menu hoàn toàn là những món mà nó đậm chất Việt Nam, như là nước sấu hay là đá me. Đặc biệt nhất là mình có cái món cà phê trứng và choco trứng. Đó là hai cái món được gọi là signature của tụi mình. Trong một lần mình đi Hà Nội và mình được thưởng thức cái món cà phê trứng và mình rất là mê, cho nên là mình mới tìm ra một cái công thức riêng. Cũng là cà phê trứng nhưng mà mình pha thêm một tí xíu nữa cho nó lạ hơn một tí xíu. Dạ, một cái buổi sáng an lành mà chim hót ríu rít xong rồi hả, ngắm cây xanh rồi nhạc chiêu chiêu nhẹ nhẹ, order thêm một cái cốc cà phê trứng thơm lừng béo béo á, mình nhâm nhi như thế thì quá tuyệt vời để một ngày trốn ở Sài Gòn trở nên trọn vẹn hơn. Và nếu mà nói về cà phê á thì Trinh nghĩ là Nấp cũng đã coi như hoàn thành được một cái phần nào đó cái menu của mình rồi, và cái thực đơn á cũng là do bạn tự viết tay đúng không? Viết tay. Cái đó mất bao nhiêu thời gian? Mình cũng không nhớ nữa, tại vì chắc là khá lâu đó. Tại vì mình là một người hơi cầu toàn. Chắc là mọi người cũng hiểu là cái việc viết tay ấy, nó không thể nào mà nó đều được. Mà trong một cái bảng menu rất là lớn, được như gần đều như sau quầy bar đúng không? Đúng rồi, gần như là bằng một nửa bức tường. Thì mình phải leo lên thang và mình viết. Thì mình cứ leo lên, mình viết vài chữ, mình lại xuống, mình canh. Coi là có đều chưa, rồi nếu mà chưa đều phải xóa và viết lại, thì nó cũng chắc là cũng mất nửa ngày hay là một ngày gì đó. Cái này là kinh doanh có tâm nè, tất cả mọi thứ ông chủ là tự làm hết, từ sơn tường, chọn màu, đúng, cho đến viết menu, rồi chọn nhân viên, chỉnh nhạc, rồi trả lời Facebook, trả lời bạn đọc, đúng không? Hiện nay thì doanh thu của mình á, ở trong những giai đoạn đầu này đã có đúng như những kỳ vọng của mọi người hay không ạ? Thật ra thì kinh doanh mà, cho nên là trong cái giai đoạn đầu lúc nào nó cũng sẽ có rất là nhiều chi phí phát sinh. Cái phần doanh thu á, thì nó cũng kha khá, cũng đúng theo như là những cái gì mà tụi mình suy nghĩ. Và theo những cái gì mà đại tính toán thì trong vòng 6 tháng tụi mình có thể lấy lại được vốn. Mình lúc mà mình bắt đầu làm như vậy, mình có nghĩ đến chuyện có lời sớm không, hay là mình chỉ nghĩ là chỉ đam mê thôi? Tất nhiên là kinh doanh thì ai cũng mong muốn là nó sẽ có lời sớm, nhưng mà thực ra là tụi mình cũng đỡ một cái là tụi mình cũng làm cái này một phần là vì đam mê, cho nên là cũng đỡ đi cái áp lực về cái phần mà tiền bạc nhiều. May mắn mà lỡ 6 tháng sau hoàn vốn thì mình có nghĩ đến Nấp 2, Nấp 3, Nấp 4 hay không ạ? Chắc là sẽ có, nhưng mà quan trọng là cái business này phải thật là vững đã thì mình mới đủ tự tin để mình bước sang những cái tiếp theo. Nói chung cái tình hình kinh doanh thì thiên biến vạn hóa luôn. Có rất là nhiều thứ phải nghĩ đến, mặc dù là trông rất là chỉnh chu, mọi thứ đã đâu vào đấy, hệ thống cũng đàng hoàng. Nhưng chỉ cần một cái trích trắc nhỏ thôi thì cái đường ray nó sẽ bị trật ngay. Đúng, thì hiện nay cái gì khiến cho bạn cảm thấy trăn trở trong cái việc kinh doanh của mình sau khi mọi thứ đã thành hình và rất là chỉnh chu rồi? Cái lớn nhất vẫn là cái dịch vụ con người. Kinh doanh thì cái vấn đề cốt lõi nó vẫn là nhân sự. Mình làm sao để train được cho nhân sự phải thật là tốt, để khi mà đưa ra những cái dịch vụ cho khách hàng đó, thì khách hàng phải thật là hài lòng. Thì Đại sẽ lo về những cách thức vận hành như thế nào, còn Thi sẽ train cho nhân viên về cái vấn đề là chăm sóc khách hàng sẽ phải như thế nào. Cho đây, Trinh đang vào trong cái Nấp Sài Gòn. Cái Instagram của Nấp á, lúc nào cũng tràn ngập hình đẹp thưa quý vị. Hình thì có bố cục đàng hoàng nhá, không hề lộn xộn. Dường như có một cái kênh shop riêng
để up mỗi ngày, thì cái việc mà update, cập nhật thông tin, hình ảnh và những cái chương trình khuyến mãi chào mời sự kiện cho khách hàng thì ai sẽ là người lead chính hả Tim? Về cái vấn đề mà PR, Đại là người giỏi nhất trong cái vấn đề đó, còn hình ảnh thì Thi là người chịu trách nhiệm. Đây một số những hình ảnh này thưa quý vị, rất là đúng tinh thần nấp. Và cái status mà đi kèm, cái caption bình luận đi kèm với những tấm hình nó cũng được đầu tư lắm nha. Ví dụ khi mà đăng cái tấm hình mà bạn ấy đang đọc sách và nấp vào trong cái giường của cái khu nam này á, thì lại có cái caption là: tôi có thói quen đọc sách ở một nơi càng yên ắng càng tốt. Nếu không phải là thư viện thì hẳn đó phải là một góc thật sự tĩnh lặng. Khi tập trung đủ nhiều, sách đưa ta vào một cuộc dạo chơi sinh động. Còn gì bằng khi tìm thấy một nơi ẩn nấp kín đáo để đọc, rồi thiếp đi vào một giấc ngủ sâu sau đó. Chắc chắn là 30 giây dành cho quảng cáo rồi, nhưng mà người ta vẫn thấy cái độ sâu lắng, những cái thông điệp trong cái này, ai là người viết ạ? Về phần nội dung content thì là Đại là người chịu trách nhiệm. Còn cái này cũng hay nè. Hình ảnh là Thi. Đó, một hình ảnh của một cô gái và một cốc nước đang ngồi ở nắp, thư thái nhìn vào một quyển sách. Và cái caption đi kèm cũng deep lắm nha, rất là sâu nha. Tôi giữ thói quen uống một cốc nước trong vào mỗi bữa sáng khi thức dậy, vì ẩn nấp trong những ngụm nước đầu ngày là một vị ngon lành mà chỉ khi đang thư thái ta mới cảm nhận được. Đôi khi yên bình có trong những điều bình thường nhất là thế. Càng theo dõi nấp, chúng ta càng cảm thấy thương, vì những cái triết lý sống, những cái nhân sinh quan rất là đơn giản, thậm chí là tối giản đến mức cuối cùng, để mang lại một cái sự bình yên tĩnh lặng cho tâm hồn. Đây có phải là cách mà các bạn sẽ xây dựng giá trị thương hiệu hay không? Tụi mình muốn hướng về những cái giá trị truyền thống. Đó là lý do vì sao mà tụi mình muốn lấy những cái hình ảnh Á Đông, đặc biệt là Việt Nam. Tất nhiên là mình không thể nào mà mình cứ đi ngược, đi lùi về phía sau thì cũng không thể nào mà phát triển được. Nhưng mà những cái giá trị hay của văn hóa thì mình cũng phải nên biết giữ, và mình phải làm sao để cùng phát triển và cùng đi theo một cái hướng tốt hơn. Thưa quý vị, ngày thường mà để bắt Tim nói quá 10 câu là một cái nỗ lực rất lớn của bạn bè, mà bây giờ phải đặt ảnh lên ghế nóng và trò chuyện trong vòng 30 phút cùng với chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp, đủ thấy là một nhà kinh doanh là phải vất vả như thế nào. Mặc dù đôi khi mình không dám làm hoặc mình không muốn làm một điều gì đó, nhưng mình vẫn phải cố gắng đặt mình ở vai trò mới để vì một cái lợi ích của tập thể, của cộng đồng chẳng hạn. Thì hôm nay anh đã lỡ lên cái nóng rồi, mình cũng chưa đủ nóng đâu. Mình sẽ thử thách thêm để cho mình thêm nóng nữa, được không? Okay. Mình cháy luôn nhá. Mình cháy với chương trình, với một cái lĩnh vực mà Tim cũng khá là quen thuộc thôi. Vẽ. Tại vì Trinh nghĩ là vẽ đối với Tim rất đơn giản, chỉ cần vài cái next stretch nhẹ thôi là bạn đã có những cái tác phẩm chân dung treo lên tường của nắp rồi. 15 phút là có ngay vấn đề. Bây giờ Trinh sẽ đố Tim một số những cái câu nho nhỏ, nhưng mà cái câu trả lời của Tim phải được thể hiện qua trang giấy vẽ. Ok. Được không? Vậy thì chúng ta bắt đầu thử thách nha. Bạn đã sẵn sàng chưa nào? Đây là thế mạnh của mình, nên hoàn toàn thư giãn ha. Cái đầu tiên cũng chính là tên của dự án mà ba bạn đang theo đuổi. Tên. Hãy vẽ ra. Cứ nguệch ngoạc, hãy nghĩ về dự án mà ba bạn đang theo đuổi. Đây là tên của thương hiệu ba người đang theo đuổi đó. Mình biết đó là cái gì luôn rồi đó. Rồi, tan 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 tan, trùng khớp, nắp Sài Gòn. Nhìn Bitexco là thấy Sài Gòn rồi, mà anh kia mặc anh vàng quá, giống như anh đang đi trộm cướp, là núp ở đâu đó đó. Rồi, tiếp theo nha. Cái này là Đại đã từng kinh doanh nè. Và chấm 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 ấm chấm 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 êm. Vẽ ra câu trả lời nào. Bắt đầu. Cộng sự của mình đã từng kinh doanh cái này rồi, chấm 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 ấm chấm 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 êm, và vẫn đang kinh doanh. Dường như bạn đã có câu trả lời rồi và đang thể hiện lại qua hình vẽ. Sao khó quá không? Ta ta ta, 3, 2, 1. Đáp án của chăn ấm, nệm êm đó chính là... Ủa, hai mũi tên là gì đây Tim? Là chăn với nệm. À, rồi ghi đây là chăn, đây là nệm á hả? Ừ. Bây giờ phải bỏ đúng vô cái này mới đúng nè. Đây là... Đúng rồi, chăn, nệm. Chính xác. Tiếp tục.
Câu hỏi tiếp theo. Đây là một món uống yêu thích của team ở Hà Nội và cũng là món chính rất là đặc trưng của Nắp Sài Gòn. Dễ mà đúng không? 5, 4, 3, 2, 1. Thăng 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 thăng. Cà phê và trứng, chính xác như đừng nói là cà phê trứng ở quán mình là ốp la, bỏ vô ly cà phê rồi cho khách uống nha. Không, nhưng mà vẽ như vậy cho dễ hiểu là cà phê trứng. À, nghi ngờ quá, bữa nào phải qua kiểm chứng thử cà phê trứng làm công thức gì lạ dữ. Tiếp tục. Những cái vật dụng được sử dụng ở Nắp Sài Gòn làm bằng gỗ, dùng để ngồi và kê đồ ăn lên. Ngồi và kê đồ ăn lên à? Ừ. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Chính xác đó là bàn ghế gỗ. Tiếp tục. Cái này là cái keyword luôn nè. Một cái tinh thần chính mà nếu như không có tinh thần này thì sẽ không làm nên chuyện. Và nhắm vào ba co-founder của cà phê Nắp Hostel Sài Gòn. Đây là một câu tục ngữ nha. Suy nghĩ đi. Ô, số là số 3 hả? Nói lên tinh thần đoàn kết. Ngay lập tức team Phạm đã có câu trả lời trên bản vẽ của mình. Trí tưởng tượng rất là phong phú nha quý vị. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Quý vị thấy thế nào ạ? Trinh thấy cũng hợp lý mà này giống bánh lăng hơn là cái núi nha. Rồi cái này đâu có cao lắm đâu. Thôi vẽ mình phải để chữ cao lên á. Nhưng mà tại vì không có dám viết cái chữ trong câu trả lời đó. Sơ sơ như vậy thôi là cũng thấy được tinh thần rất là mỹ thuật của bạn Tim rồi. Thì thử thách này có làm khó bạn lắm không? Cũng hơi khó khó một tí xíu. Sao khó được, mình chuyên về vẽ mà đúng không? Tại vì thực ra những cái câu hỏi nó hơi mông lung quá. Và những cái từ nó cũng không phải là quá là chi tiết, cho nên là mình cũng hơi phân vân, nhưng mà cũng may là trả lời được đúng. Dạ, và câu trả lời cuối cùng á cũng chính là thông điệp mà Cà Phê Khởi Nghiệp cũng gửi tặng cho Quang Đại, Thi Trần và Tim Phạm. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Và dù cho cái khó khăn thử thách sắp tới sẽ còn rất là nhiều, nhưng nếu như mà chúng ta đồng tâm hiệp lực, chịu ngồi xuống và chịu trao đổi với nhau để vượt qua tất cả những khó khăn này, thì hy vọng Nắp không chỉ là Nắp Sài Gòn 1 mà còn có Nắp Sài Gòn 2, 3, 4 và Trinh với đám bạn của Trinh. Dạ, khắp mọi nơi, franchise và chi nhánh của Nắp ở khắp mọi nơi như vậy, thì mọi người có thêm những cái địa chỉ thú vị để chúng tôi ẩn nấp sau những cái ngày bộn bề. Cảm ơn Tim Phạm vì rất là bận rộn về công việc của Nắp nhưng mà vẫn dành thời gian đến với Cà Phê Khởi Nghiệp dùng với Trinh một tách cà phê trong ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Chúc cho công việc thành công. Cảm ơn Trinh. Tinh tấn nha. Thưa quý vị, đây là Tim Phạm, bạn đã đại diện cho Quang Đại và Thi Trần thay mặt cho Cà Phê Nắp Hostel Sài Gòn đến đây ngày hôm nay. Hy vọng rằng nếu như có thông tin nào chúng ta cần biết thêm về Nắp, hãy truy cập vào Cà Phê Khởi Nghiệp trên fanpage chính là ở Facebook Cà Phê Khởi Nghiệp. Và chúng ta cũng có thể ghé Facebook hoặc Instagram của Cà Phê Nắp Sài Gòn để tìm hiểu thêm về ba người bạn này và những châm ngôn sống rất là dễ thương, bình dị từ một nơi đẹp không góc chết như Nắp Sài Gòn nhé. Còn bây giờ thì Tim Phạm và Hà Trinh xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ đến 7:30 thứ hai, thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào. Sayonara.